Ok, đã báo là đã thành công rồi các bạn. Chúng ta không được khô phục cả reset dòng 2 các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Mình là Kiên Công Nghệ. Trên tay mình là một chiếc iPhone X đồng lắp jack thì iCloud on các bạn nhé. Nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để bypass để sử dụng được chiếc iPhone này mình nhé. Mình sẽ phục hồi chiếc iPhone này các bạn nhé. Bypass để sử dụng full các chức năng các bạn nhé. Full các tính năng luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem iOS của cái máy này là bao nhiêu đã. Thì mình tool mình để sử dụng để kiểm tra iOS là tool AT Unlock này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm trên Win mà. Thế nếu dùng Mac thì các bạn có thể vào dùng Mila hoặc là dùng tool của anh thành lập để check iOS. Còn nếu chạy trên Windows thì mình dùng tool AT Unlock các bạn nhé. Rồi các bạn bấm vào mục More này. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy đi, check xem iOS hiện tại của máy là bao nhiêu các bạn nhé. Mình sẽ tắt máy. Một chiếc máy lap bypass để sử dụng tiếp các bạn nhé. Rồi phục dựng lại nắp màn GX và là ok rồi, thay lưng nữa. Rồi sau khi mình tắt máy nhá, mình giữ tăng giảm âm lượng để vào chế độ chẩn đoán này các bạn này. Giữ phím tăng và phím giảm âm lượng, mình ghim cáp vào các bạn nhé. Rồi để mình vào chế độ chẩn đoán, tăng và giảm âm lượng, giữ chập hai phím này và ghim cáp các bạn nhé. iPhone đang boot lên rồi đây này. Tăng giảm âm lượng, kim cáp cứ giữ chặt thôi. Khi nào chúng ta nghe thấy tiếng âm thanh máy tính nhận phần cứng thì chúng ta có thể bỏ tay ra được các bạn nhé. Rồi. Các bạn thấy chưa, iOS hiện tại đây, iPhone X này đây, iOS version 15.6 đây các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng tool iBoy các bạn nhé, iBoy RAM Disk này. Thì cái link để tải cái phần mềm này mình để dưới mô tả các bạn nhé. Đây trong này, đây các bạn tải phiên bản hiện tại đang là iBoy 4.51 đây các bạn nhé. Các bạn tải về và giải lén ra nhé. Rồi sau đó các bạn tải tiếp cho mình cái mục data này trong mục RAM disk iOS 15 này, vì máy của mình là 15 mà mình sẽ tải vào thư mục RAM disk 15x các bạn nhé. Đấy và mình sẽ tải về. Để mở tool iBoy ra các bạn nhé. iBoy 4.51 này. Sau khi tải về các bạn là giải lén ra đấy thì các bạn sẽ thấy cái tool iBoy này. Các bạn chạy iBoy cho mình. Rồi, mở iBoy ra nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ check cái type này của dòng iPhone của mình là gì để mình biết mình tải về các bạn nhé. Mình không biết nó là cái gì ở trong này. Hoặc là nếu bạn không biết các bạn tải hết cả cái thư mục này về cũng được, nó nặng hơn 1 GB ấy, các bạn tải về. Còn nếu biết thì các bạn tải riêng lẻ có hơn 100 MB thôi. À, bây giờ mình sẽ đưa máy về chế độ debug các bạn nhá. Chế độ debug này. Cái cách vào debug của iPhone 8 hoặc iPhone X thì sẽ vào như thế này các bạn nhé. Bấm tăng giảm giữ với nguồn nào, bắt đầu nhé. Tăng giảm giữ nguồn cho đến khi máy tắt. Rồi nhanh tay giữ giảm âm lượng, giữ trong khoảng 5 giây nhả nguồn, máy tính sẽ nhận debug các bạn ạ. Rồi đã vào được debug rồi các bạn nhé. Thì trên tool iBoy thì mình sẽ bấm vào check debug. Đây, nó sẽ hiện ra đây các bạn ơi. iPhone 13D22P nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ tải cho mình cái file trong mục RAM disk iOS 15 này. Của các bạn 16 thì các bạn chọn tương ứng nhé. 15 này. À đây, 16. Nếu như máy của các bạn 16 mà không có cái mã 13D22P thì các bạn hạ xuống bản 15.6 cho mình nhé.
Đấy, các bạn có thể hạ về dùng bao tool để downgrade ấy, hạ về bản 15.6 MRC các bạn nhé. Thì hiện tại vẫn đang hạ được về bản 15.6 và giữ lại dữ liệu chứ không phải chạy trắng lại đâu nhé. Bây giờ mình sẽ tải cái 13D2AP đây, các bạn tải về. Sau đó các bạn copy nó vào cái mục data này, RAM disk này, các bạn paste ra đây. iPhone 13. Đây, 10.3D2AP các bạn paste ra đây nhá. Đây là cái file để boot RAM disk của nó đấy các bạn. Đây là bản iOS 15. Đó. Chúng ta đã có file boot rồi đấy. Rồi, sau đó thì các bạn tải thêm tool iPowder này nữa các bạn nhá. Mình dùng iPowder, mình không dùng Gutter. Gutter đổi driver hơi lâu, mình sẽ làm nhanh nhất có thể các bạn nhé. Bạn tải tool iPowder dưới link mô tả. Thì sau khi vào depo rồi nhé, các bạn bấm vào run iPowder này để đưa máy về chế độ depo đặc biệt đấy các bạn. Rồi, on done các bạn nhé. Rồi, các bạn bấm check device lại lần nữa. Đây, lúc này power nip đã chuyển về iPowder nhé, chế độ depo đặc biệt các bạn nhé. Rồi, các bạn chỉ được bấm vào boot RAM disk thôi. Boot RAM disk. Với phiên bản mới này mình không phải đăng ký lại ESIT các bạn nhé. ESIT luôn luôn đăng ký rồi, có cái tiện vậy. Chúng ta chỉ việc bấm vào boot RAM disk thôi và chờ các bạn. Rất nhanh gọn. Rồi, chúng ta bấm OK, nó đã báo là boot RAM disk thành công rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bấm vào check SSH các bạn nhé. Rồi, cũng đã báo thành công các bạn nhé. Rồi, tiếp đến chúng ta bấm vào backup activation các bạn nhé, là để sao lưu cái file kích hoạt đấy. Rồi nó báo là đã sao lưu thành công, bạn có muốn xóa thiết bị bây giờ không? Chúng ta bấm yes để xóa trắng máy đi các bạn nhé. Yes. Rồi chúng ta cứ đợi thôi, đợi khoảng 5 đến 7 giây các bạn nhé. Chúng ta cứ kệ máy tự khởi động lại và tự xóa trắng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ khôi phục lại file backup các bạn nhé. Máy đã lên rồi, chúng ta sẽ khôi phục lại file kích hoạt các bạn nhé. Chúng ta đưa máy về chế độ depo lại này. Chúng ta bấm tăng giảm nguồn. Nhanh tay cứ giảm bao nhiêu ạ. Nhả khí nguồn. Rồi, máy đã vào depo rồi các bạn nhé. Chúng ta lại bấm lại boot RAM disk lần nữa các bạn nhé. À quên, chúng ta bấm vào run iPowder lại lần nữa các bạn nhé. Rồi, giờ chúng ta bấm lại vào boot RAM disk lần nữa các bạn ơi. Rồi, chúng ta lại bấm tiếp vào check SSH các bạn nhé. Rồi, ta bấm tiếp vào Restore Activation nha các bạn nhé. Rồi, OK, đã báo là đã thành công rồi các bạn. Chúng ta không được khôi phục cả reset 2 các bạn nhé.
đợi vài giây của máy tự động lại. Bấm like và chia sẻ, đăng ký cho mình hành động được ra nhiều video hay ủng hộ.